Khi người ta đã muốn, người ta sẽ tìm cách. Khi mà người ta đã không muốn, người ta sẽ tìm lý do. Khi mà một người, người ta đã muốn rồi, người ta sẽ tìm cái cách nào đó để có thể len lỏi vào trái tim của mình. Họ cũng tìm một cái cách nào đó, họ mở cửa lòng họ ra để mình có thể len lỏi vào trái tim người ta mà không quá khó. Nhưng mà nếu mà họ thật sự không muốn thì thôi, anh thấy tụi mình không hợp nhau. Thì thật sự đối với một cái lý do biện minh như vậy cho để kết thúc một cuộc tình thì mình không nói gì được.